Chào mọi người, clip này mình sẽ so sánh làm đại diện giữa hai mã suite là C9200 24T-A và C9200 L24T-4G-A. Thì mình sẽ so sánh đại diện hai mã suite 24 cộng cổng cho hai dây line sản phẩm là C9200 và C9200L. Thì để thấy được cái sự khác nhau giữa hai line sản phẩm này, cũng như là cụ thể là hai mã sản phẩm này, thì điều đầu tiên các bạn nhìn vào thì hình như là, mà đúng là thật, là C9200 24T-A hộp to hơn dòng C9200 L24T-4G-A, hộp to hơn một chút. Đấy là cái điều nhất về hộp cá tông. Thứ hai là mặt trước, thì mặt trước gần như là giống nhau, đều hai, có 24 cổng, 2 cổng USB, 1 cổng mini USB, 24 cổng, 2 cổng USB, 1 cổng mini USB, và chỉ có khác nhau duy nhất ở đây là đối với C9200L thì fix sẵn 4 cổng uplink quang 1G hoặc là 10G hoặc là 2 cổng 40G ở đây, nhưng ở đây là slot, slot, đây là một slot. Thì cái slot này các bạn không biết này ra, sẽ bên trong là một slot module, slot để cắm module mở rộng của dòng C9200. Đấy, thì đối với mã suite này thì các bạn có thể cắm được các cái cạc mở rộng là C9200, C9200 NM4G. Cạc này cung cấp 4 cổng 1G uplink quang, hoặc là C9200 NM4X. Cạc này cung cấp 4 cổng 10G quang uplink, cho việc kết nối uplink qua. Đấy, thì mặt trước chỉ khác nhau duy nhất là đối với dòng C9200 là có module uplink để chống, để thuận tiện cho việc mở rộng, chọn lựa các cái module uplink phù hợp với yêu cầu mở rộng của mình. Còn mặt trước của cái này thì là fix, của quang fix. Chúng ta đi xem đến mặt sau của fix. Mặt sau của suite thì về hai cổng console là hai cổng console giống nhau, hai vị trí của hai module, là stack cũng giống nhau, hai cặp nguồn, bên đây cũng có hai cặp nguồn, chỉ duy nhất khác là gì? Khác là dòng C9200 có hai module quạt tháo rời là được, còn C9200L thì hai module quạt là fix sẵn, không tháo ra được. Đây thì tháo ra cắm vào thoải mái, có nghĩa là thay thế dễ dàng. Đấy. Còn đây là fix sẵn, không tháo ra được. Một cái điểm khác biệt nữa là đối với C9200L thì cái băng thông stack của nó chỉ là được 8 GB và phải dùng cái cạc là C9200L, cái bạc ở đây C9200L stack. Các bạn chú ý khi order C9200L stack kit. Còn đối với dòng C9200 thì mã stack của nó là C9200 stack kit. Đây, C9200 stack kit. Thì cái stack kit của dòng C9200 sẽ cung cấp cái bandwidth chuyển mạch lên đến 160 Gbps, còn cái dòng C9200L chỉ được 80 Gbps. Thì mục đích của Cisco ra thêm dòng C9200L để làm gì? Để thứ nhất là tối ưu cái cost đầu tư, có nghĩa là
dòng C9-2000G có giá rẻ hơn và fix sẵn mô đun uplink, nhưng performance thì lại yếu hơn. RAM về cấu hình phần cứng thì RAM của dòng C9-2000L chỉ là 2GB, trong khi RAM của dòng C9-2000 là 4GB, flash thì là hai dòng đều là 4GB. Performance switching capacity của dòng C9-2000L thấp hơn dòng C9200, focusing rate của dòng C9-2000L cũng thấp hơn dòng C9200. Một điểm nữa là có lẽ là cái quạt, bộ đun quạt thì tháo lắp được, tức là nếu mà có vấn đề sự cố mua đun quạt thì mình có thể mua rồi lắp được, còn ở đây thì phải tháo cả cơ suýt ra mới sửa được cái mô đun quạt. Mục đích chính của ra hai dòng này theo mình nghĩ vẫn là đáp ứng yêu cầu nâng cấp mở rộng của khách hàng, nhưng nếu như khách hàng với một chi phí thấp và vừa phải thì nên chọn dòng C9-2000L vì nó đã thích hợp module uplink, giá rẻ hơn, nhưng chỉ mỗi một điều là performance và cấu hình phần cứng thấp hơn, chỉ có điều thế thôi, có nghĩa là giá rẻ hơn. Còn tính năng future set của hai dòng switch này từng mã tương ứng là như nhau, không có gì khác nhau. Đấy, chỉ có khác nhau là performance và cấu hình thấp hơn và có sẵn uplink với giá rẻ hơn. Còn cái dòng này thì giá cao hơn, nhưng phải mua thêm uplink, phải mua thêm một số thứ để có uplink, thì đấy là cái điều khác biệt giữa hai mã chip cũng như là hai dòng chip này. Mong rằng các bạn, nếu các bạn có yêu cầu thêm, tư vấn gì thêm thì hãy Zalo, Skype, email cho chúng tôi. Mọi thắc mắc, mọi yêu cầu của bạn sẽ được giải đáp nhanh nhất, sẽ được CNTT Shop giải đáp một cách nhanh nhất. Và nữa là trong kho của chúng tôi luôn có những cái mã switch như thế này stock sẵn để phục vụ các yêu cầu của các bạn. Nếu mà thấy video có ích với các bạn, hãy like, share và subscribe vào kênh để chúng tôi có thêm động lực làm những video tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.